Xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị mình đã đến với kênh đầu tư chứng khoán Cho Phải Stop. Dành cho những anh chị nào mới biết đến kênh thì tại đây em sẽ đi phân tích thị trường sau mỗi phiên giao dịch và mình sẽ bóc tách từng cái vận động tâm điểm để mà đánh giá và đưa ra một cái nhận xét chung và giúp anh chị mình có thể hiểu rõ hơn về cái bản chất của thị trường sau cái phiên giao dịch ngày hôm đó. Thì em hy vọng là những cái phân tích, những cái chia sẻ trong cái video này nó sẽ hữu ích đối với cái quá trình đầu tư của anh chị ha. Và nếu như anh chị có những cái câu hỏi hoặc là muốn em giải đáp những cái thắc mắc về cổ phiếu, hoặc anh chị có những cái đóng góp ý kiến hoặc là có những cái quan điểm thì cứ tự nhiên anh chị mình để lại bình luận để mà chúng ta có thể trao đổi thêm anh chị nhé. Dạ rồi, thì kết thúc phiên giao dịch ngày thứ tư, VN-Index của chúng ta xuất hiện một cái nhịp giảm tương đối nhẹ nhàng thôi, không có quá lớn ha. Tuy nhiên, về cái mặt thanh khoản, thị trường giao dịch khoảng hơn 29.000 tỷ và đây là một cái thanh khoản khá lớn và khá là tiếc là nó rơi vào cái phiên giảm này. Thì liệu là những cái nhịp điều chỉnh này nó mang cái bản chất như thế nào? Em đánh giá là xét sau khi mà mình đi lướt qua một vòng về các dòng cổ phiếu thì để mà nói về cái phiên giao dịch ngày hôm nay thực chất là nó không quá xấu anh chị. Chỉ có một cái điểm duy nhất mà em muốn anh chị mình lưu ý sau cái phiên ngày hôm nay đó là về cái mặt dao động của thị trường. Anh chị mình thấy là sau 2 giờ chiều nay ha thì VN-Index của chúng ta nó xuất hiện những cái biến động khá là lỏng. Đó, anh chị mình thấy nè, cái chạy nó đục khá là sâu. Đó, và tại cái thời điểm này thì cổ phiếu đa phần nó đều hạ nhiệt rất là nhanh. Rất là nhanh luôn, dường như là cái cầu đỏ nó rất là yếu anh chị. Anh chị sẽ nhìn cái chart 15 phút là chúng ta sẽ đánh giá được nè. Đó, thì tại cái thời điểm là 14 giờ 15 phút là cái biên dao động của thị trường cũng như là cổ phiếu nó khá là rộng và cái khối lượng tại thời điểm đó nó cũng tương đối lớn. Đấy, thì đây là một cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý sau cái phiên này. Nó có ý nghĩa như thế nào? Thì về thực chất á, trong cái giai đoạn này của thị trường, khi mà VN của chúng ta nó càng lên cao, thực chất anh chị mình thấy thị trường đi ngang đúng không? Nhưng xét về bên trong các dòng cổ phiếu, vẫn có các nhóm cổ phiếu nó tăng mạnh hơn, chứ không phải là nó đi ngang như thế này. Nên thành ra mà khi nó tăng cao á, thì nó cũng gặp những cái áp lực chốt lại. Anh chị lưu ý. Và cái yếu tố giảm điểm trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay không chỉ nằm từ đến từ cái việc mà nhà đầu tư cá nhân họ rút lại mà còn đến từ cái việc là nhóm cổ phiếu trụ nó tác động anh chị. Và chúng ta có thể thấy là ở những cái nhóm như là Vinhomes, Vích, cái mã cổ phiếu trụ lớn nó bị đè rất là rác luôn. Đấy, trụ mà nó điều tiết nó giảm như thế này thì về cái mặt chỉ số là nó bị hãm lại rồi anh chị ha. Đó nên thành ra là một cái nốt trầm trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay đó là gì, cái nhóm cổ phiếu trụ nó bị đè quá là rác đi đấy, nên thành ra là nó hãm lại cái đà tăng của các nhóm cổ phiếu còn lại đấy. Và một cái điểm nữa là về cái mặt giá trị khối ngoại mua bán trong ngày hôm nay thì ngày hôm nay khối ngoại bán khá là rác ha. Đó, một cái điểm anh chị mình cần lưu ý đó. Tuy nhiên thì thường là em không có đặt nặng cái vấn đề khối ngoại giao dịch mua bán quá nhiều anh chị, mà mình đầu tư dựa trên cái việc phân tích về giá và khối lượng, mình đầu tư theo cái dòng tiền đấy, nên thành ra là cái việc giá trị khối ngoại mua bán á, nó mang cái tính chất tham khảo thôi đó. Và em cũng lưu ý với anh chị mình một điều là trong cái tuần này từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 9 là cái tuần mà ba cái quỹ ETF nó sẽ tiến hành cơ cấu và ngày thứ sáu tuần này tức là ngày 15 tháng 9 sẽ là cái ngày tất toán cuối cùng cái danh mục, nên là trong cái tuần này anh chị mình sẽ thấy cái khối lượng dao động, cái khối lượng của cái phiên giao dịch nó sẽ có những cái sự lớn đột biến là vì vậy nha. Đó nên là trong cái tuần này á, về cái mặt thực chất cung cầu á, đôi khi nó sẽ bị tác động bởi cái việc cơ cấu quỹ đó, nên là em khuyến khích anh chị mình focus nhiều hơn vào cái cổ phiếu trong danh mục của chúng ta và mình đừng gọi là giữ cái tâm lý nó bình tĩnh chứ đừng có quá FOMO hoặc là quá bi quan. Thực chất là VN-Index dao động
trong thời điểm hiện tại quanh cái vùng 1.200 bs, 1.240 nè, thì em thấy là cái tâm lý nhà đầu tư đôi khi nó sẽ không vững đó. Khi mà thị trường giảm mình lại rất là bi quan, nhưng khi thị trường tăng cái là mình rất là hưng phấn, mình muốn mua hết đấy. Thành ra thị trường nó đánh mà để tâm lý chúng ta loạn xạ luôn anh chị đó. Nên là trong cái giai đoạn này thì em khuyến khích là chúng ta đầu tư với một cái tâm thế nó bình tĩnh hơn. Ví dụ như trong cái phiên chiều ngày hôm nay đi, thị trường của chúng ta giao dịch tương đối lỏng đúng không anh chị, mình thấy cái việc cổ phiếu giảm rất là lớn đấy, cái biên dao động của nó rất là mạnh và nhanh đó. Tuy nhiên không đồng nghĩa với việc là chúng ta sao bán hết. Lưu ý ha, ở cái phiên giao dịch trước đó ngày 11 tháng 9 thì mình đã có đề cập về cái việc là anh chị mình phải hạn chế rất là bình tĩnh để mà chúng ta không bán tháo. Chỉ là nếu như mà thị trường nó có rung lắc thì chúng ta sao dựa vào cái danh mục của mình, con nào nên ưu tiên chặn lại thì chặn lại, ở con này đợi giá yếu quá thì thôi có thể cơ cấu, chứ mà đừng có lôi hết toàn bộ danh mục mà mình đi bán là không nên ha. Và mình phải đánh giá được là các dòng cổ phiếu trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay nó gặp cái áp lực bán lớn hay không đó. Thì tí nữa ở cái phần thứ hai thì em sẽ đi bóc tách cụ thể hơn trạng thái các dòng đó. Nhưng mà sau khi mà đánh giá tổng quan thì về thực chất cái phiên giảm điểm ngày hôm nay của thị trường nó không nói lên được quá nhiều nha, nó không làm biến chất của vn index trong giai đoạn này, nên là anh chị mình đừng quá bi quan, lưu ý nha đó. Nhưng mà chúng ta sẽ có một số cái sự thận trọng nhất định trong cái giai đoạn này. Tại vì sao, đa số các cổ phiếu nó đều tăng khá là nóng rồi đó. Sau cái phiên ngày hôm qua thôi thì mình thấy là các cổ phiếu nó đều tăng rất là khỏe, rất là tốt đấy. Nên thành ra vì vậy là cái điểm mua đôi khi ở thời điểm hiện tại nó sẽ không phải là những cái điểm mua tốt nữa đó. Nên là anh chị mình phải cực kỳ hạn chế cái việc mua đuổi nha, và chúng ta chỉ tập trung nhất định ở một số cái mã cổ phiếu nó có dòng tiền mà thôi. Và anh chị mình sẽ thấy là trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì con nào mà nó có dòng tiền á là nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó không có bị điều chỉnh nhiều. Em lấy ví dụ như cái nhóm cổ phiếu dầu khí đi, ví dụ BSR ngày hôm nay, OIL ngày hôm nay, anh chị mình thấy hoàn toàn không bị áp lực gì quá lớn cả. Và thực chất là hôm nay cái cổ phiếu này nó có dòng tiền vào đúng không đó, bằng một cái phiên gọi là gì tăng điểm và thanh khoản, nó có những cái sự đột biến. Còn nhìn sang những cái mã như BVS, dòng tiền chưa vào đúng không, nó tăng theo cái hiệu ứng chung, hoặc là như BVD đó, anh chị mình thấy đó, cái bản chất trong cùng một dòng mà nó có những cái sự phân hóa như thế này rồi. Nên thành ra là đoạn này chúng ta nên tập trung vào cổ phiếu nhiều hơn để mà mình đánh giá được chính xác nhất nha đấy. Rồi bây giờ em sẽ đi sang cái phần thứ hai là cái phần phân tích nhóm ngành và cổ phiếu luôn. Thì về cái chiến lược đầu tư trong cái giai đoạn này, em vẫn ưu tiên những cái mã cổ phiếu nó kênh trên anh chị và nó có dòng tiền vào đó, chứ mình không có đi dò đáy hay là đi bắt đáy gì cả nha, không có canh cổ phiếu giá rẻ để mà mua đó. Tại vì thực chất dòng tiền vào thì anh chị mình mới có ăn thôi, mình mua nó mới an toàn. Ví dụ nha, em lấy BBT nè anh chị mình thấy nè, cái phiên breakout của cổ phiếu ngày 11 tháng 9, dòng tiền vào đúng không, dòng tiền lớn nhập cuộc, một cái phiên tăng điểm rất thuyết phục. Thì khi mà hàng về anh chị mình thấy nè, cổ phiếu nó vẫn giữ trận rất tốt, và nếu như thậm chí là nó không cái gặp áp lực điều chỉnh của VN-Index trong ngày hôm nay thì con này hoàn toàn có khả năng tăng 3-4% là bình thường. Ngày hôm nay cái vùng giá cao nhất của nó là 27 nha, đó là vùng giá 27, là nó tăng được bao nhiêu phần trăm anh chị, 3%, hơn 3%. Hàng về mà cho ăn như vậy là rất là khỏe nha. Rồi một số cái mã cổ phiếu khác, ví dụ như đầu tư công ngày hôm nay em cũng thấy có một vài cái mã cổ phiếu như FCN hay là HHB đấy, là nó có dòng tiền và rất là tốt. Những cái mã cổ phiếu này thì nó sẽ ít bị ảnh hưởng hơn anh chị, tại vì tiền lớn nó đã mua cổ phiếu rồi đúng không, thì thành ra là nó sẽ rất ít, gọi là nó sẽ rất ít gặp những cái áp lực bán lớn. Còn những cái cổ phiếu mà nó không có tiền á thì anh chị mình sẽ thấy là nó điều chỉnh tương đối rác. Ví dụ như hôm nay em thấy cái nhóm cổ phiếu bất động sản á, khi mà mình thấy Novaland hay là Vinhome nè, những cái mã cổ phiếu đầu đèn nó điều chỉnh giảm, thì những cái con cổ phiếu còn lại ví dụ như DXG này, anh chị mình thấy là nó chưa có tiền đúng không đó, và cái áp lực bán, cái áp lực dao động của nó ngày hôm nay cũng rất là lớn. Hoặc là một số cái mã cổ phiếu như là Nam Từ Liêm hay Nam Long đi chẳng hạn đó, thì về cái mặt biến động á nó sẽ mạnh hơn so với những cái mã cổ phiếu còn lại.
ngày hôm nay ví dụ như sale nó có phiên mồi dòng tiền đúng không, thì chí ít nó đỡ giá ok hơn so với những cái con cổ phiếu phiếu khác đó. Nên thành ra là lưu ý giúp em nha, cái dòng tiền ở thời điểm hiện tại nó rất là quan trọng đấy, nên là anh chị mình cần phải nhìn nhận được con nào nó có tiền thì mình mới tham gia thôi. Ví dụ như tại hệ thống ngày hôm nay thì mình có tham gia những cái mã như MWG nè anh chị đó, mình mua quanh cái vùng 56x 57, tức là dưới 57 ha, là mình có cho lấy vị thế. Khi mà phiên sáng mình thấy là cái dòng tiền nó vào quá tốt đi, và cái con này thì em cũng đã để ý từ rất là lâu rồi, và mình không nhớ là mình có chia sẻ ở cái video nào, nhưng mà có một cái video mà em phân tích về cái mẫu hình tạo đáy của MWG rất là cụ thể. Thì để có gì mình tìm tìm lại đi, rồi mình sẽ chia sẻ với anh chị mình sau ha, tại vì mình cũng không nhớ là mình đề cập. Nói chung là cái giai đoạn này nè, đó là cái giai đoạn mà em tìm hiểu rất kỹ về những cái mã cổ phiếu như MWG, về cái mẫu hình tạo đáy của cổ phiếu có một cái giai đoạn tích lũy rất lâu đó. Thì thành ra là cái giai đoạn này là mình kỳ vọng là nó đi lên nè, nhưng mà thời điểm đó thì cái dòng tiền nó chưa vào và money net của chúng ta nó chưa được thuận lợi nữa, nên thành ra những cái mã cổ phiếu này nó rủ rủ xong sau đó nó mới tăng đó. Thì hôm nay là có một cái điểm kích hoạt dòng tiền, là cái điểm mà mình rất là mong chờ đạt, và tiêu chí là em sẽ cho giải ngân đó. Thì một cái mã cổ phiếu duy nhất trong cái phiên ngày hôm nay mà em cho giải ngân đó là MWG, còn lại thì mình không có tham gia ha, mình chỉ giữ những cái mã cổ phiếu trong danh mục thôi đó. Nên thành ra là chia sẻ với anh chị mình về cái chiến lược của hệ thống ở thời điểm hiện tại ha. Rồi quay trở lại về các dòng cổ phiếu trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, thì em sẽ xin phép đi phân tích cái nhóm chứng khoán đầu tiên đúng không? Thị trường nó như thế nào thì mình không biết, nhưng cái dòng dẫn là mình phải nghĩ đánh giá đầu tiên nè anh chị, xem coi cái trạng thái nó như thế nào, tốt hay xấu. Thì anh chị mình sẽ thấy nhóm chứng khoán ngày hôm nay đa phần là nó gặp cái áp lực điều chỉnh đúng không? Đó. Có một số cái mã cổ phiếu như BSI thì nó vẫn duy trì cái hiệu ứng đi lên rất là tốt, thì những cái mã cổ phiếu này nó đang vào cái pha chạy nước rút anh chị. Đó nên là nó cứ tăng như thế này thôi. Thì anh chị nào có mình canh chặn lại ha, chứ cũng không có những cái điểm mua đâu nhé. Đấy, lưu ý nè. Nhìn sang những cái mã cổ phiếu mà nó gặp áp lực chốt lãi trong ngày hôm nay rất là nhiều. Nhưng anh chị mình đánh giá giúp em là cái thanh khoản nó lớn hay không. Ví dụ như lớn thì là không tích cực đúng không? Không không tốt. Còn như thấp là hoàn toàn bình thường nha. Nè, VCI khối lượng bán lớn không? Lớn. Những cái phiên như thế này thì tổ chức đâu ra được hàng đâu anh chị. Ha, và thậm chí là VCI nó còn chưa chạy nước rút nữa cơ mà. Đúng không? Nó chỉ có mới có một phiên mở biên thôi. Đó, bạn qua cái phiên sau thì nó lại điều chỉnh giảm trở lại. Đây là cái vận động rất là bình thường. Ví dụ như anh chị nào đang có lại những cái mã cổ phiếu dòng chứng khoán đi, thì khi mà cổ phiếu nó rung lắc đúng không, chúng ta hoàn toàn có nhu cầu chốt lãi anh chị. Tuy nhiên đối với cái chiến lược tại hệ thống thì mình đầu tư theo cái chu kỳ đấy, nên thành ra là mình hôm nay mình không có bán, tại vì mình vẫn kiên quyết là nắm giữ đến hết chu kỳ tăng giá của cái nhóm cổ phiếu chứng khoán này đúng không, và mình đã xác định là cái nhóm này nó đang bước vào cái pha chạy nước rút đấy. Nên thành ra là đối với những cái biến động ngắn hạn này thì mình hoàn toàn có thể chấp nhận và bỏ qua được anh chị ha. Đó, rồi ví dụ như SHS nè, chỉnh cái rút chân lên liền, cầu đỡ quá tốt anh chị, nó có vấn đề gì đâu mà chúng ta phải bán đúng không? Nếu như vị thế tốt nữa thì không cần gì phải bán luôn. Nhưng em có chia sẻ rồi, ví dụ như trong cái giai đoạn này nè, một cái biên lợi nhuận hơn 10% thì em nghĩ đó là một cái biên rất phù hợp để mà anh chị mình có thể chấp nhận chúng ta nắm giữ đến hết cái chu kỳ tăng của cổ phiếu luôn. Đó, trừ trường hợp mà nếu như nó không đúng cái kỳ, nó đi không đúng cái kỳ vọng của mình thì chấp nhận bán huề vốn hoặc là chốt lãi ngắn cũng được. Chí ít là mình sẽ không lỗ anh chị. Ha, nhưng mà nếu như lãi thì chúng ta sẽ lãi một cái biên rất lớn. Đúng không? Nên thành ra là trong cái giai đoạn này cái nhóm chứng khoán thì em thấy phiên giao dịch ngày hôm nay nó hoàn toàn bình thường nha, nó không có một cái vấn đề gì quá xấu cả. Lưu ý nhé. HCM cũng vậy nè. SSI nè. SSI thậm chí ngày hôm nay nó còn xanh nữa cơ mà. Nhưng mà áp lực chung nên thành ra là quay đầu. Chứ thực chất là cái xung lực của SSI ngày hôm nay nó khá là khỏe nha anh chị. Đó, nếu như anh chị nào quan sát kỹ thì mình sẽ thấy. Rồi RS điều chỉnh khối lượng lớn.
tương đối thôi chứ không phải là quá lớn ha, hoàn toàn chấp nhận được. Đấy, BVS nè, đâu bị gì đâu, đúng không? MBS nè, chốt lại, tham chiếu, giảm có like à, không có vấn đề gì cả. Nó quan trọng là nó có dòng tiền rồi. Vì dòng tiền nó chưa thoát ra là mình cứ nắm thôi nha. Khi nào tiền thoát mình mới thoát. Và khi nào tiền thoát anh chị, phải có chạy nước rút. Và cái pha chạy nước rút đó là cái pha mà tổ chức họ bán luôn nha. Đấy, nên là anh chị mình lưu ý là trong những cái pha tăng tốc này, em lấy ví dụ như MTS nè, những cái pha như thế này nè, thực chất nó kéo tăng nhưng mà chỉ phù hợp cho nhà đầu tư có hàng cầm thôi, chứ không phù hợp cho nhà đầu tư muốn mua mới nha. Mua mới là anh chị mình FOMO mất tiêu rồi, chứ không phải là anh chị mình mua đúng chiến lược, mua đúng điểm nữa đó. Và thực chất ở những cái phiên này nè thì tổ chức họ cũng đã bán trên cái đà tăng rồi anh chị đó, nhưng mà cái lượng hàng họ nắm rất nhiều nên thành ra là họ không có phân phối hết được, và họ liên tục kéo tăng như vậy để mà ra hàng từ từ, và sau đó sẽ xuất hiện những cái phiên giảm với khối lượng cực kỳ lớn, một cái phiên giảm với biên độ cực kỳ lớn luôn đó. Thì đó sẽ là những cái tín hiệu tạo đỉnh đầu tiên của cổ phiếu, và tại những cái phiên đó anh chị mình có thể canh chốt lại vẫn được ha. Còn ở thời điểm hiện tại em vẫn chưa thấy những cái tín hiệu như vậy của các cổ phiếu khác, ví dụ như DAX chưa xuất hiện, SSI cũng chưa xuất hiện, thì thôi cứ nắm giúp em nha. Đấy, và rồi thì đó là đối với cổ phiếu nhóm chứng khoán. Mình đi sang nhóm dòng banh đi. Tại vì sao dòng banh? Tại vì em thấy là sau cái phiên ngày hôm nay, dòng ngân hàng nó ở cái trạng thái lạ lắm anh chị. Thường á, trong cái phiên này á, cái nhóm ngân hàng nó cũng bị gặp áp lực điều chỉnh theo nha. Tại vì đoạn banh, cái nhóm banh trong cái giai đoạn này thì em đánh giá không quá cao. Đó, do là cái vận động nó tương đối chậm chạp. Nhưng mà sau cái phiên ngày hôm nay thì mình lại thấy một số cái mã cổ phiếu nó vận động khá là lạ. Nhìn không, nếu mà không muốn nói theo một cái hướng tốt á, thì là những cái vận động mà chúng ta có thể chú ý trong cái phiên giao dịch ngày mai. Thứ nhất, anh chị mình có thể chú ý những cái mã như sau, ví dụ như CTG. CTG nè, anh chị mình sẽ thấy là một cái giai đoạn tích lũy rất lâu của cổ phiếu nha. Một cái chu kỳ mà gọi là đi ngang rất lâu rồi. Đó. Và cổ phiếu á, nó mới có những cái vận động cân bằng biên trên thôi nè. Đó, nó cũng chưa có những cái yếu tố mở biên tăng. Đấy, nên đây là một cái điểm rất là tốt nha. Nhìn chung là trước đó nó đã đi ngang rất lâu rồi. Mà đi ngang như thế này là giai đoạn tổ chức họ gom hàng ha, và muốn đánh lên thì phải có dòng tiền kích hoạt đánh lên. Cái dòng tiền này là dòng tiền tổ chức họ gom thôi, không có đủ để mà họ kích cái đà tăng lên. Nếu như cổ phiếu muốn tăng nó phải có một cái dòng tiền lớn hơn. Và ở thời điểm hiện tại thì CTG nó trước đó nó đã xuất hiện dòng tiền rồi, nhưng sao nó vẫn tiếp tục gom thêm. Tức là sao? Chưa tới những cái thời điểm chín mùi để mà tổ chức họ bung ra anh chị. Đó, họ vẫn đang trong giai đoạn gom hàng thôi, và tạo những cái tâm lý chán nản cho nhà đầu tư thôi. Thực chất anh chị mình nắm những cái mã như CTG thì giai đoạn vừa rồi mình không lãi nhiều, nhưng mà mình không có lỗ, đúng không? Nó chủ yếu là đi ngang thôi. Đấy, thì sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì em lại thấy một cái vận động khá là hay của cổ phiếu, đó là nó đỡ giá cuối phiên. Đó, và xu hướng trong ngắn hạn thì anh chị mình có thể thấy nè, nâng đáy nè, trước đó nè, dòng tiền điểm hướng lên nè, đây nè, đây nè, đó, những cái phiên kích hoạt cái dòng tiền hướng lên nè, và sau đó bắt đầu cổ phiếu nó cân bằng lại. Và trong cái nền cân bằng này nó có những cái yếu tố nâng đáy nè, một cái điểm cần lưu ý nè. Hôm nay là một cái phiên nó có tín hiệu mùi dòng tiền rồi, trước đó ngày hôm qua là một cái phiên test cung, đúng không, khối lượng thấp. Đó, nếu như mà ngày mai cái con này nó kích hoạt một cái điểm pivot hoặc một cái điểm breakout thôi, đó sẽ là những cái điểm mua, những cái điểm đáy vị thế, anh chị mình cực kỳ phải lưu ý nha. Đấy, nên là nếu như mà nó có tín hiệu thì em sẽ kiến nghị tại hệ thống. Nên là nếu như anh chị nào muốn đồng hành cùng với em để mà chúng ta nhận được những cái điểm mua nó kịp thời nhất, điểm mua đẹp nhất, những cái điểm mua chuẩn nhất, thì anh chị mình liên hệ với em qua số Zalo 0345548188 để mà em hỗ trợ anh chị mình nha. Tương tự như MWG này, ngày hôm nay mình quan sát nè, mình cũng cho khách hàng giải ngân khi mà thấy có tín hiệu mùi dòng tiền, đó là mình bắt đầu giải ngân. Hiện tại thì vẫn đang lãi 5 like anh chị, không lãi nhiều đúng không, chỉ có 5 like thôi, nhưng mà sau đó là những cái điểm mua chuẩn. Còn cái việc mà về sau cổ phiếu nó có đánh lên hay không thì đó là cái chuyện của cổ phiếu. Còn cái điểm mua ngày hôm nay là cái điểm mua chuẩn nha anh chị. Đấy, nên thành ra là
cũng rất là kỳ vọng những cái phiên giao dịch sắp tới, mà chí ít là cái phiên hàng về của cái phiên ngày hôm nay, MWG mà nó giữ giá được tốt nha là tuyệt vời luôn. Đó, lưu ý nhé. Dạ rồi, quay trở lại về nhóm cổ phiếu dòng ngân hàng thì ngoài CTG, anh chị mình lưu ý một số cái mã cổ phiếu như sau, ví dụ như VIB. VIB thì tự nhiên ATC bị được mua khá là nhiều. Đó. À, một cái điểm mà ngày hôm nay á, anh chị mình sẽ thấy là cái lúc mà 2 giờ 15 phút buổi chiều á, khi mà thị trường của chúng ta biến động mạnh, thì nếu như anh chị nào theo dõi cái bảng điện thì thấy bảng điện nó nháy liên tục, và file E này gần như là cái lệnh nó không load kịp luôn anh chị. Nó tự nhiên là nó bị lag luôn, nó bị lag luôn, nó đứng luôn, nó đơ luôn. Nên thành ra là cái lúc sau mà cái giai đoạn mà bán mạnh, bán cao trào như vậy á, thì sao? File E nó sẽ hiện những cái lệnh rất lớn. Thì đây là cái trạng thái dồn lệnh nha anh chị. Cái lúc mà đôi khi mà bán hoảng loạn á, thì nó không có cập nhật. Nên thành ra là sau cái đợt đó thì nó bắt đầu có những cái gọi là cái yếu tố dồn dồn cái lệnh á. Ví dụ như là VIB nè, em thấy đâu đó là nó mua rất nhiều, hoặc là như HPG nè đó, anh chị mình thấy bị dồn lệnh rất nhiều đấy. Thì đây là những cái gọi là tạm thời gọi là cái lỗi đi ha, đó do là bị lắc thôi đó. Nên là đây là những cái vận động anh chị mình lưu ý nha, đôi khi lâu lâu file nó sẽ bị lag như vậy á. Dạ rồi, VIB thì đây cũng là một trong những cổ phiếu anh chị mình lưu ý là nó có cái yếu tố nâng đáy, và quan trọng hơn hết nè, trước đó nó có cái giai đoạn tích lũy rồi, có dòng tiền rồi, bắt đầu bò lên đi từ từ đúng không, và sau đó gì, rủ một nhịp. Rủ này là rủ bỏ nhà đầu tư nha, chứ không phải là tổ chức họ bán họ tháo hàng đâu. Đó, rủ bỏ sau đó cân bằng và hướng lên đó. Những cái vận động này thì em quan sát rất là kỹ để mà tư vấn anh chị mình. Tại vì sao, khá là nhiều cổ phiếu nó xuất hiện những cái form như vậy, ví dụ như KSB, nhóm đầu tư công đây, nền thứ nhất tích lũy nè, có dòng tiền nè, bò lên từ từ, rủ một nhịp cân bằng, hồi phục từ từ nè, cân bằng nè, có một cái điểm kích hoạt dòng tiền. FCN tương tự luôn đây, y chang con VIP, cân bằng tích lũy gom hàng đúng không, đó bò có dòng tiền kích hoạt, bò lên từ từ, rủ rất sâu, rủ này là rủ nhà đầu tư nha. Mà quan trọng được là sau đó gì, cân bằng được và hướng lên, có những cái điểm gì, kiệt về thanh khoản nè, kiệt về thanh khoản nè, có mùa dòng tiền nè đúng không, đó dễ kích hoạt dòng tiền lớn tham gia nha. HB nè đấy, anh chị mình thấy nè, y chang mẫu hình của FCN luôn, cũng sao cân bằng xuất hiện điểm kích hoạt dòng tiền. Thì đây là những cái điểm mua ha, ví dụ như HHV hôm nay là cái điểm mua, lại như FCN hôm nay cũng là những cái điểm mua đúng không đấy. Dạ rồi, quay trở lại về VIP nha, anh chị lưu ý nắp lại con này, nếu như nó có dòng tiền xác nhận một cái điểm breakout thành công thì đó sẽ là những cái điểm em sẽ tư vấn anh chị mình tham gia ha. Nắp lại VIP hoặc là một số cái mã cổ phiếu như BID cũng đẹp, con này thì nó đang tiệm cận những cái vùng đỉnh thời đại rồi. Em khá là thích những cái form cổ phiếu mà nó về lại được những cái vùng đỉnh thời đại nha. Đó, nên là mình cũng sẽ quan sát rất kỹ đối với những cái mã cổ phiếu này. Nếu như mà nó xuất hiện những cái điểm buy boat hướng lên nha, là những cái điểm lấy vị thế nha anh chị. Lưu ý lấy ít thăm dò ha, có vị thế cho nó có mùi dòng banh ha. Dòng banh đoạn này em nghĩ là cũng chưa có vào sóng mạnh đâu, nên thành ra là nói chung là chưa có vào một cái giai đoạn chính sóng như là nhóm chứng khoán á. Nên là nếu như anh chị nào có tham gia thì trên tinh thần mình đánh tỷ trọng thấp thôi, không đánh quá nhiều ha. Đó, EIB, EIB em thấy cũng đẹp nè, nhưng mà tại cái nền này á thì mình thấy hôm nay nó lại khá là tiếc là nó không có giữ được cái vùng giá cao. Đó, và trong một cái nền mà liên tục check out đúng không, nếu như hôm nay nó đỡ tốt thì ok, nhưng mà hôm nay nó lại bị quay đầu đó, thì mình cũng phải chờ thêm nha anh chị. Đấy, trong một cái nền mà check out nhiều lần nó dễ có những cái điểm rũ ngắn nha. Đó, nên là mình sẽ quan sát thêm. Còn nếu như nó neo được đúng không, khối lượng nó kiệt thì mình vẫn có thể chú ý ha. Con này cũng nền tích lũy rất là đẹp nè, nền lớn nè, rũ nè, tiếp tục tích lũy nè, rũ nè, tiếp tục tích lũy nè. Đó, lưu ý nha, cái form cũng khá là đẹp á, nhưng mà quan trọng là phải có tiền, hôm nay chưa có tiền ha.
tiền có nhưng mà không 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 đạt, không có đủ tiêu chí, không có quyết liệt, nên thành ra là cũng giảm theo à. Như sale nè, nay con sale sáng có tiền vô rất tốt nhưng mà cuối phiên không duy trì được ha, cuối phiên tự nhiên cái dòng tiền nó đứng luôn, nhóm bất động sản tự nhiên cuối phiên cái dòng tiền nó không vô nữa đó, mà nó gặp áp lực chốt lại nữa, nên thôi em nghĩ là tổ chức họ không có muốn đẩy nữa ấy, nên thành ra nó chẩn luôn anh chị nha. Là đối với con sale đấy, thực chất con sale này cũng nằm trong một cái list mà em quan sát đấy. Ừ, sáng nay đánh rất là nhanh, thật sự là mình cũng không vào kịp luôn đó, nên thành ra là cũng bỏ con sale, không có tham gia được. Nhưng mà nếu như đối với những cái vận động này mà ngày mai con này khôi phục lại xu hướng là rất là đẹp nha. Còn nếu như nó test lại thì mình phải chờ thêm, test thành công mới mua nha. Rồi, thì đó là một số cái cổ phiếu dòng ngân hàng. Ví dụ như HD Bank cũng rất là đẹp, nhưng mà con này thì nó hơi bao cung anh chị, nên là em anh nói để cho anh chị nào chúng ta có nắm giữ thì mình vẫn tiếp tục nắm giữ và kỳ vọng thôi, xu hướng form khá là đẹp ha. Đó, còn mua thì em sẽ chú ý những cái mã cổ phiếu em chia sẻ nãy giờ với anh chị mình. STB nè, chưa nha anh chị, nhìn chung là nó vẫn đang có chiều hướng giảm xuống, từ cái đỉnh số 2 này thì đang có chiều hướng xuống, phải có một cái điểm đỡ cung hướng lên thì mình mới chú ý trở lại, còn nếu không thì chưa ha. Thì đó là đối với cổ phiếu dòng ngân hàng, nốt lại sau cái phiên giao dịch, trong cái phiên giao dịch ngày mai nhé. Dạ rồi, ngoài ra thì anh chị mình nhìn sang cái nhóm đầu tư công, thì nãy mình có chia sẻ những cái mã FSN, HV có dòng tiền vào tốt, C4G cũng đẹp nè đúng không, mình tự tích lũy ha, nhưng mà hôm nay đánh luôn với dòng đầu tư công rất là đẹp. VCG neo thôi, chưa đánh, khối lượng còn lớn thì em nghĩ là nó sẽ tích lũy thêm nha. Hết hết hôm nay bị giảm khối lượng lớn anh chị, test cái vùng giá 28 nè, bị bán khối lượng lớn nè, con này em nghĩ sẽ có rũ ngắn một nhịp về lại những cái vùng 25 chấm ít nha. Đấy, lưu ý nè, chưa có điểm mua đó. Rồi mình đi sang cái nhóm dầu khí đi. Dầu khí thì hồi nãy em có chia sẻ rồi là có một cái sự phân hóa ở đây đó, thì thực chất là mình vẫn đang khá là kỳ vọng về cái nhóm dầu khí này. BVS là ngày hôm nay tăng theo hiệu ứng thôi, chứ thực sự là nó chưa có dòng tiền ha. Đó, thì nhìn chung mình sẽ chờ cho BVS thêm cơ hội nha anh chị, để xem coi là cái giai đoạn sau á liệu nó có test đáy thành công hay không. Nếu test đáy thành công, tạo hai đáy, mẫu hình hai đáy có một điểm dòng tiền hướng lên là quá đẹp luôn đó, thì để chờ thêm 1 đến 2 phiên nữa như xem như thế nào đấy. Chứ bản chất thì em nghĩ là ôi đoạn này cũng rất là đẹp, BSR cũng ok phết đúng không, có dòng tiền rồi, rất khỏe luôn. Nhóm dầu khí nhìn chung không quá xấu nha, gas ngày hôm nay cũng rất là đẹp nè, gas có tiền vô luôn. Ừ, đẹp ha, nhưng mà con này sắp chia cổ tức nha anh chị. Rồi PVT chia sẻ rồi đúng không, đó nhìn chung không biết con oi này anh chị mình có tham gia được không, tại vì ở cái video video gần đây nhất mình có tư vấn là gì, con oi này anh chị mình chưa có dầu khí có thể chú ý được nè đúng không, tích lũy 3 nền tảng nè, 1 2 3, nền số 3 có điểm rũ y chang những cái mã như FTX hay là HCM đúng không, hay cái nhóm đầu tư công hay là FCN, HV rồi vậy đó, hai nền tảng rũ cái đi lên luôn ấy. Oi ngày hôm nay cũng rất là đẹp nha, oi là đây là điểm pivot đấy. Rồi mình đi sang nhóm cổ phiếu thép. Thép thì ngày hôm nay những cái nhỏ, nhóm nhỏ ví dụ như VGS, có con này thì xung lực nó tốt nha. Còn những cái mã cổ phiếu khác thì em thấy là nó vẫn chưa thật sự ổn. Ví dụ như HPG, tự nhiên HPG bị giảm khối lượng lớn anh chị, khó chịu thiệt đúng không. Rồi nhìn sang những cái mã cổ phiếu nhóm SG cũng bị tụt cái đầu luôn, mà sấy thì cái biên dao động rất là lỏng luôn. Ai à, phiên chiều chứ, phiên chiều nè, cái biên nhảy số cái cây đèn giao thông luôn anh chị nè, cái biên nó rất là lỏng nha, 21.7, 21.85 rồi tới 22.2 luôn đấy. Thì em không biết là nó bị ảnh hưởng theo cái việc mà bị dồn lệnh ở fan hay là như thế nào, nhưng mà mình thấy trong phiên nó dao động rất lỏng lẻo luôn, rồi rất là sợ luôn ấy đấy, nên thành ra là hôm nay mình cho chốt lại luôn, là cổ phiếu duy nhất ngày hôm nay mình chốt lại nha. Tại sao mình lại không chốt lại BVS? BVS cũng bị tụt cái đầu nhá, SG này, nhưng mà tại sao không chốt? Tại vì BVS mình có một cái điểm mua nó khá là tốt. Đó, về cái biên độ lợi nhuận nha, ví dụ như HSG đúng không? Mình mua quanh cái vùng 21 thì cái biên hôm nay mình chốt là lãi 6%. Còn ví dụ như BVS nè.
mình mua quanh cái vùng giá 34 năm chị, anh chị, thì mình cái biên lãi nhiều hơn đó, một cái biên lợi nhuận đủ tốt để mà chúng ta có thể tiếp tục nắm giữ và quan sát cho nó thêm cơ hội. Nếu như những cái phiên sắp tới mà nó vận động không đạt, khối lượng bán vẫn còn lớn, thì em chắc chắn là em sẽ tư vấn anh chị mình chốt lãi đó. Dường như là ở những cái phiên này nó không đạt về cái tiêu chí gia tăng thì em không có báo gia tăng rồi, có đúng không? Đó, nên thành ra là mình sẽ chờ thêm ha. Và nhìn thực chất, nhìn cái tổng quan của cái nhóm dầu khí ngày hôm nay, ví dụ như BSR em vẫn thấy rất là khỏe luôn. Còn oil cũng vậy, cũng rất là khỏe, gas cũng vậy. Nên thành ra là mình cũng không muốn bán. Đó, mình sẽ chờ. Đấy, còn cái nhóm cổ phiếu thép á, thì ví dụ nhắc BG ngày hôm nay cũng giảm. Rồi Nam Kim ngày hôm nay nó cũng chỉnh luôn. Đấy, thành ra là tổng thể của cái nhóm thép này thì vẫn đang còn gặp cái áp lực chốt lãi tương đối lớn. Đó, nên là em nghĩ sẽ cần thời gian tích lũy thêm ha, nên là em cũng sẽ chờ thêm. Nếu như có điểm vào lại thì em sẽ hướng dẫn anh chị mình vào sau ha. Còn bây giờ mình cứ thu hẹp lại cái gọi là gì, chốt lãi trước đi, chốt lãi lấy vía nha bạn. Ví dụ như cái phiên mà VN Index mới giảm đây nè thì mình không có bán, nhưng mà cái phiên hôm nay là mình bắt đầu có những cái sự thận trọng hơn với thị trường rồi, đúng không? Phải bảo toàn lãi rồi đấy. Cuối cùng mình đi sang cái nhóm dầu khí nha anh chị. Video ngày hôm nay cũng tương đối dài. À em xin lỗi, cái nhóm bất động sản. Nhóm bất động sản thì em thấy một cái điểm là ngày hôm nay nó dao động lỏng, nó chưa có dòng tiền đỡ nha. Đó, nên là cái nhóm bất động sản này em sẽ chưa có vào ngay đâu, chưa có chú ý ngay. Ví dụ như DSG anh chị mình thấy cái biên là cái biên này, cái biên trần sàn luôn nha, cái biên dao động rất lỏng nha. Rồi BCG ngày hôm nay có tiền, nó có dòng tiền vô, anh chị mình thấy nó lại đỡ tốt hơn, đúng không? Còn con nào mà hôm nay không có tiền vô á, là nó gặp cái áp lực chỉnh nè. Đó, Nam Long nè, DIG cũng vậy nè. Đấy, nhìn chung đối với những cái vận động này của nhóm bất động sản á, những cái mã như đất xanh, DIG hay là DXS nè, đó biên dao động cực kỳ lớn luôn, là chưa ổn để mà anh chị mình có thể vào nha. Em nghĩ là sẽ chờ thêm đấy. Nam Long cũng vậy luôn, lưu ý nha. Nam Từ Liêm, HDC này, mình cũng chú ý trở lại nè, nhưng mà chưa có vào sớm, phải cho nó siết lại cái biên, là cái khối lượng nó phải thấp thì mới an toàn ha. Còn biên dao động quá lỏng, cổ phiếu sẽ chưa lên được ngay, lưu ý nhé. Dạ rồi, thì đó là toàn bộ cái buổi video ngày hôm nay. Tổng quan lại thì cái nhịp giảm hôm nay của thị trường thực chất là nó một cái phiên giảm rất là bình thường, không có quá tiêu cực ha. Và anh chị mình sẽ bóc tách từng cái vận động cổ phiếu để mà chúng ta có một cái góc nhìn nó rõ hơn, và thực chất là những cái mã cổ phiếu nào yếu thì hôm nay mới gặp áp lực giảm mạnh, còn những cái mã cổ phiếu nó có dòng tiền thì nó vẫn đỡ rất tốt, không có vấn đề gì cả ha, nên là anh chị mình hoàn toàn yên tâm. Dạ rồi, thì em xin phép kết thúc buổi video ngày hôm nay ngay tại đây. Xin cảm ơn anh chị mình rất là nhiều đã theo dõi đến hết video này, và hẹn gặp lại anh chị mình ở những video tiếp theo. Nếu như anh chị nào thấy hay thì cũng đừng quên ủng hộ em bằng cách là nhấn nút like video và ủng hộ em một phần đăng ký kênh nha. Đây là những động lực rất lớn giúp em ra thêm nhiều video hơn nữa chia sẻ với anh chị mình. Đó. Và nếu như anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu mình vào cái room trao đổi á, thì mình lướt à, mình à, mở cái phần miêu tả của cái video này, thì cái đường link của cái room trao đổi đó em sẽ để dưới phần miêu tả ha. Hoặc là anh chị mình có thể quét cái mã QR bên góc màn hình bên trái nè, nó vào Zalo quét cái mã QR thì chúng ta sẽ tham gia được cái room đó. Room đó là hoàn toàn miễn phí và em và anh chị mình sẽ cùng trao đổi với nhau trong phiên, tại phiên giao dịch luôn. Anh chị nào có câu hỏi gì cứ gửi vào đó ha. Dạ rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị mình ở những video tiếp theo nhé.